Chiều 16 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày đầu tiên thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp cuối năm và chuẩn bị bước sang năm mới 2023, đơn vị bố trí 319 tổ tuần tra kiểm soát với 903 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý 1060 trường hợp vi phạm, xử phạt với số tiền hơn 2 tỷ đồng, tạm giữ 3 xe ô tô, 305 xe máy, 4 loại phương tiện khác, tước giấy phép lái xe đối với 229 trường hợp. Các lỗi vi phạm bị xử phạt gồm chạy xe quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và vi phạm nồng độ cồn. Trước đó, sáng 15 tháng 11, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tối 15 tháng 11 và rạng sáng 16 tháng 11, tổ 363 Công an Thành phố Hồ Chí Minh gồm lực lượng đội cảnh sát giao thông bàn cờ thuộc PC08, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận 3, cảnh sát cơ động tuần tra xuyên đêm phòng chống tội phạm trên các tuyến đường ở quận 3. Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính với nhiều trường hợp tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn.